À, chào anh em xem miền Tây Sola nha Báo với anh em xem kênh một tin mừng Là chỗ em bữa nay có nắng rồi mọi người Khoảng 2 tuần nay không có nắng luôn anh em Khủng khiếp Mưa mà ngập luôn nè Anh em thấy cái kinh của em cái trước nhà em đã ngập luôn nè cái Kinh ngập lên láng luôn Cái giường thanh lông của cái ông à, Ông hàng xóm của em ngập kìa Đó bây giờ nướng tạm rút rồi nhưng mà nó vẫn còn ngập thanh long kìa Đó rồi cái kinh này anh em Ngập lên láng luôn Đó bây giờ có miếng nắng mừng gì đâu mừng luôn Thì à, cách đây 10 phút có một anh anh nhắn tới với cái giọng điệu rất là thiết tha anh nhắn vậy mọi người được biết là anh thắng hay đi giao miền đông vì miền tây sài gòn đó em có coi video của anh thấy anh đi giao nhiều nhưng anh thông báo cụ thể lịch cụ thể trong thời gian tới có nghĩa là gì có nghĩa là trong hai ba ngày tới là thông báo cụ thể đi đâu để anh biết anh mua đó thông báo lịch cụ thể là là là, là vậy chắc vậy á thì em nói như thế này nè bữa nay á, là ngày thứ hai đầu tuần thứ hai đầu tuần nha bữa nay chắc là ngày 22 quá 22 23 gì đó 22 anh em ơi 22 tháng 9 2024 thì bữa nay là ngày thứ hai đầu tuần đó thì thứ hai đầu tuần nữa là là em đi dạy em đi dạy em nói thiệt em đi dạy nha em có nghề giáo viên mà em đi dạy em dạy toán cấp 3 nha mọi người nhưng mà ngày thứ ba á, là em đi ráp pin ở Cần Thơ ở ngày thứ ba em đi ráp pin Cần Thơ thì anh em nào mua mà cái hướng mà từ Long An xuống Cần Thơ á là em uh, sẽ sẽ, sẽ có thể chở được đó, chở được tại vì em đi ráp pin ở Cần Thơ rồi em ráp pin Cần Thơ ngày thứ ba xong trong những ngày trong tuần á, em rảnh á, là em chở pin cho mọi người em rảnh là em chở à. còn ngày này em đi dạy á, thì em vẫn chở được nha ví dụ như sáng em đi dạy buổi sáng thì buổi chiều em chở đó em chèn nhét thời gian nếu mà có rảnh là em chở liền thì cái vấn đề nó như thế này nè mọi người anh em cứ mua đi cứ đăng ký đi rồi em gom lại chứ bây giờ dụ như em ở long an mà anh ở đồng tháp mà anh mua ba tấm pin thì em đâu có chở cho anh liền được nhiều anh em cứ nghĩ là mua rồi chở liền đi mua chở liền đi mua chở đi đó thì đâu được đâu nó xa quá trời xa mà có mấy tấm chở lỗ chết đó cho nên là anh em đăng ký đi cứ nhắn zalo cho em đi nhắn ở em cho em đi hoặc là gọi điện cho em đi rồi em sẽ sắp chiếc xếp đầy chuyến xe em chở giờ em ví dụ nè ví dụ là ngày hôm qua có một chú ở hồng ngự đã đăng ký mua em là 10 tấm AE đó, một chú hồng ngự hay 18 AE thì chắc chắn trong thời gian tới ngày thứ ba em làm ở Cần Thơ xong là em mới sắp xếp thời gian chở cho chú rồi rồi thứ tư thứ năm thứ sáu gì đó em chở cho chú mà bây giờ chú 10 tấm từ Long An lên Hồng Ngự là 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 là, là cũng còn hơi ít đó cho nên bây giờ từ Long An nè Tiền Giang nè Đồng Tháp nè Hồng Ngự nè Vĩnh Long nè An Giang nè mấy anh em ở khu đó, đó liên hệ em đi liên hệ em đi để em ghép em đi chung với chú Hồng Ngự thì cái chú đó đã đi đi chuyến xe đó rồi thì bây giờ anh em đăng ký đi em bao ship cho đó đi chung với chú đó thì mình bao ship cho ha chứ còn anh em mà đăng ký lẻ mình thì mốt có thể tốn phí ship đó, còn bây giờ chú đã đã có trên chuyến xe đó rồi thì anh em đăng ký đi em bao ship cho nha Pin bên, bên em bữa nay có đa dạng nữa nè sân bốn năm mươi anh em vesun bốn năm mươi hai mặt kính đó chiều dài mét chín chiều ngang mét mười em đang bán 1 triệu bảy nè anh em mua nhiều bao ship ha v nè đây là mặt sau của tấm pin nha đó, mặt sau của tấm pin còn mặt trước tấm pin thì giống như AE thôi rồi pin sáp thì anh em nào đến nhà chở hoặc là anh em mua riêng thì mình sẽ mướn xe tải chở chứ chiếc xe của mình chở pin sáp không được pin sáp bự quá đó ngoài năm 450 mình có thể chở trong những chiếc xe này thì anh em thấy là ae hôm bữa giờ mình đang đi giao cho mọi người rất là nhiều nè ae nè pin ae nha này pin ae nè pin số 1 của 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 hàng số hàng đầu của thế giới luôn anh em 2 triệu 8 bao ship nè 2 triệu 8 bao ship Còn Vesun này em không hứa là 1 triệu 7 em bao ship nha Nhưng mà anh em mua nhiều em mới bao được Và tiện chiến thì em bao ship nha Vesun uh, 450 nè Đó ngoài ra là Long nè anh em Long 445 nè Thời gian tới em làm xong cái kho em sẽ kéo Long 450 về Đó giá 1 triệu 7 50, ha. Mua nhiều bao ship mua ít thì không bao nổi Rồi tiếp theo nữa là Chin Chin thì uh, em để ở nhà ông anh hai Chin uh, 415 giá 1 triệu 6 anh em mua em cũng bao ship luôn Chin 415 nha ở à, Bên chin 415 pin đen đó à, Triệu 6 bao ship đó Ngoài ra anh em có thể chọn những cái loại pin nhỏ Pin nhỏ, pin nhỏ gì Ví dụ như pin um, 200W áp thấp cao nè Áp thấp áp cao đó 200W mà áp cao á, là bán con triệu 3 1 tấm bao ship thôi Còn uh, áp thấp á, là Nói chung là cũng tùy bớt nữa 6 bớt 9 bớt thì nó cách nhau khoảng 100 ngàn ha. Đây nè pin nè Pin 170 em còn đóng luôn nè À, bên trăm bảy nè đó em đem về nhiều ông trữ mà đấy rồi pin 50 w pin trăm w gì đó anh em đăng ký mua ha đấy nhiều loại lắm em để nè à, trời mưa nó có văng nó hơi lắm tắm nhưng tại mới sáng thôi nó chưa khô nhưng mà không sao đâu mưa nắng gì đó bên mặt trời không sợ mưa nắng đâu anh em à, em để không có hết chỗ cho nên là em để tùm lum chân à, chỗ này cũng ta nhỏ thôi có em để mấy chỗ kia nữa ở trong kia thì em để dài tới trong kia luôn em đó, bao la tại biển luôn ha. Đặc biệt nhà em giờ nhiều nhất là AE nha. Anh em mua nhiều nhất là AE luôn. AE nhiều lắm. AE giờ em còn chắc cỡ 500 700 tấm á. Đó. đó, kìa thằng kia. Ba bốn dây đằng đó đó. đó để với nhau và vợ em nữa. Nhiều lắm. Ha. Thì anh em nào ấy đăng ký ha Tại vì thứ ba này em đi lắp pin. Em đi lắp xong ngày thứ ba đó thì em sẽ tiến hành em chở cho mọi người đăng ký. Mọi người hôm bữa giờ đăng ký cũng nhiều lắm rồi đó. Đó, thì trong quá trình em đi lắp ngày thứ ba em cũng có chở trong số anh em nữa. Đó, tại vì tiện đường em đi xuống cần thơ thì em đi ngang ai em chở người đó rồi sau thứ ba về là em sẽ sắp xếp thứ tư thứ năm thứ sáu em sẽ đi giao cho chú trên hồng ngự đó thì long an lên hồng ngự đó anh em nào mà đang đoạn đường đó thì đăng ký đi em bao ship cho ha đó hoặc là an giang kế cạnh đó vĩnh long gì đó đồng tháp ha đó, cao lãnh gì đó anh em đăng ký đi em bao ship cho đó, đặc biệt là ở đây chỉ có tấm sáp là em không chở được thôi tấm sáp là anh em mua là em phải kêu xe chở hoặc là anh em đem xe đây chở tấm sáp này anh em nào tới nhà em mua đi em bán cho anh em hai triệu hai luôn ha tới nhà em đi ba hai triệu hai luôn mọi người còn em chở đi là hai triệu tư nha còn anh em ở xa quá là anh em phụ em phí ship nữa tại vì tấm sáp này là tấm của nhật nó bự lắm 550 trăm lần cho nên là mình bao ship bao không nổi anh em ơi anh em mua nhiều dữ lắm kìa mới bao ship nổi chứ còn mà mua ít bao ship lỗ chết luôn á đó. đó. thì tại vì nó là hàng xịn mà nó mắc tiền lắm sáp năm năm mươi nha đó, nó là hàng xịn của nhật đó rồi thì thôi em kết thúc video đây Xin chào anh em nha. Ở nhà em được cũng mấy loại hàng xịn á. Hồi à, hồi qua. Ngày hôm qua có anh này anh gọi nói em như thế này. Có nghĩa là cái tấm V xanh anh thắng mới đem về tại vì em có đăng Zalo đó. Anh thắng mới đem về tấm V xanh này nè. Bây giờ nó chất lượng như thế nào so với AE? Thì um, em nói thiệt với mọi người V xanh này hai kính, hàng hai kính thì nhìn nó đẹp và nó rất là nặng nha, nó 27 kg mấy. Nhưng mà nếu mà so về chất lượng sale mà so với AE thì trên thị trường chắc ít ít có loại nào mà so được với AE đâu anh em ơi. Bên đây AE nè. AE bên đây nè. Đó, cái chất lượng xe mà ông ta đem so với AE thì ở trên thị trường chắc không có không có bao nhiêu loại có thể so được với AE đâu mọi người. Cho nên là ta đừng so với AE ha. Đó, khó thế nào so được với AE lắm anh em. AE thì chắc có thể Canadian so sánh được, Wheel so sánh được, sáp so sánh được. Đó, chứ còn mà mà thằng V xanh này thì mình so với AE thì nó không được đâu mọi người em nói thiệt với anh em chứ cái quan trọng nhất của pin nó không phải là hai kính hay một kính đâu mà là chất lượng của cái xeo này nè chất lượng của cái xeo này nha anh em đó, quan trọng nhất của pin mặt trời là chất lượng của xeo nha bên em bán là pin cấp a hết á cho nên giá hơi nhỉnh hơn thị trường một xíu tại vì em bán pin cấp a mà pin loại a mà đó anh em thấy cái tấm V xanh loại a không đẹp ghê không đều màu hay một màu một nha anh em đó pin một màu một rất là đẹp pin nói chung là pin bao đẹp đó đã ghê không anh em thấy không rất là đẹp đó nhưng mà so với e thì không so nổi đâu thôi em xin chào mọi người ha mẹ hẹn gặp mọi người những video lần sau nha đó, mua hàng thì đăng ký zalo em nha hoặc là ớt em ớt nha